cuộc sống mẹ bỗng đổi thay, một nỗi khát khao vô bờ khiến lòng mẹ luôn thao thức. Mẹ muốn thấy con nô đùa, ruộng xa tiếng ca tiếng cười, sống vui tuổi thơ. Dù có vết thương chưa lành vì đã đổ vỡ tình duyên, mẹ vẫn giấu chôn riêng mình, không để lòng con tê tái. Mẹ muốn giữ con an lành, được sống mãi trong êm đềm dẫu bao khổ đau. Mẹ xin gánh mang, yêu con nhiều lắm, như bông trang đỏ thắm. Cho dù tháng năm bao mùa mưa nắng không hề phôi phai, yêu con nhiều lắm, con ơi, con ơi. Mẹ ơi, con không có giết người, con nói thiệt đó, con không có mà mẹ. Chị con nói là nó không có tội. Phải chi hôm đó mẹ báo công an để có thể đưa chị con về. Làm sao mình đành lòng làm vậy được hả mẹ? Nếu bao người bắt chị thì thương cho chị quá. Chị con nói nếu mà nó bị bắt là nó sẽ bị tử hình. Chị con nó sợ. Sao? Chị nói là chị không có giết cậu bé đó mà. Mẹ không biết, mà mẹ cũng không hiểu tại sao nữa.
Di Đà Phật. Con đừng sợ, thần hộ pháp chỉ canh giữ để không cho ma quỷ, những người có ác tâm bước chân vào nơi tôn nghiêm. Con cũng là người có tội. Con để tràng hoa này ở nơi nào trang nghiêm nhất trong nhà. Nghe mùi hương này, con sẽ dịu lòng lại để không tham sân si. A Di Đà Phật. Nó đâu rồi? Sao anh lại ở đây? Anh chưa chết hả? Cô muốn giết tôi nữa không? Tôi đang sống sờ sờ đấy nè. Tôi đã thấy mặt thằng đó rồi. Tôi không sợ nó đâu. Tôi đang ở nhà cô đây nè. Muốn giết thì giết đi. Lạy ông tôi ở bụi này nha. Tôi đâu có đâu. Nhà này xây lên, cô đừng quên là từ đâu. Đồ ăn cháo đá bát. Anh bị sao vậy? Bị thằng kia đâm đau bổ mẹ chứ bị gì nữa. Tại anh với tía tôi á, nhậu cho cố vô. Anh lại lừa tôi. Nó còn sống nhăn răng ra kìa. Anh đúng là đồ ăn hại mà. Thank you.
tôi không để cho cậu thoát nữa đâu. Buông tôi ra. Buông ra. Lại. Cô đi đâu? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Nhức cái đầu quá. Giấy chứng minh này là sao? Đây là chứng minh thư của vợ lành mà chưa để sử dụng trong suốt thời gian qua. Và có thể cả chư cũng vậy. Nhưng mà bản chính lành đã trả lại cho hàng rồi. Có thể cô ấy copy lại và đã sử dụng nữa. Được rồi, Mai và Nam cứ tiếp tục bám trụ ở đó. Dạ, rõ sếp. Dạ rõ. Trung và Phương lên danh sách dò xét tất cả các nhà nghỉ và khách sạn, đăng ký lưu trú dưới tên Phan Thị Hằng. Dạ. Chào chị, chị cho tôi thuê phòng. Em thuê qua đêm hay là ở dài hạn? Dạ qua đêm. Vậy cho chị coi chứng minh. Dạ đây. Bản gốc đâu? Dạ đi dội quá nên em không có mang theo. Chị cho em thuê một phòng nhỏ thôi. Như vậy là không được đâu. Cô phải có chứng minh bản gốc hoặc là bản photo phải có công chứng. Sao khó vậy chị? Chị cho em thuê một phòng nhỏ thôi rồi sáng mai em đi sớm. Ở đây em không có quen ai hết. Thôi được. Dạ cảm ơn chị. Đi đường nào vậy chị? Dạ. Đã xác định đó là nhà nghỉ May Hoa ở Tiền Giang. Chính xác là bao nhiêu cây số? Dạ 120 cây. Chúng ta có 2 tiếng để đi tới đó. Em nghĩ sẽ kịp. Đi. Dạ. Anh nghe chưa anh? Em nghe nói là anh đã về Sài Gòn. Anh về rồi. Nhưng mà anh thấy em không có ở nhà nên anh chưa ghé. Em chờ anh ở nhà nha. Tôi chưa ghé qua nhà nên cô ấy có vẻ không vui. Sếp về nhà đi. Tôi với Phương đi được rồi. Khi nào cần hỗ trợ chúng tôi sẽ xin sau.
Anh về đi. Không gấp đâu, anh đi được mà. Chẳng lẽ anh không tin tụi em? Ok, bảo trọng. Ừ, anh đi nha. Tôi có cảm giác hai người họ đều rất đau khổ. Nếu vậy thì tại sao lại quyết định chia tay? Tình yêu mà. Chắc chuyện này em là người hiểu rõ hơn anh. Em không hiểu tại sao chị chỉ có anh lại quyết định như vậy, trong khi đó anh mình đâu có làm gì sai đâu. Đúng hay sai không phải là chuyện để bàn cãi. Anh thấy cũng như cuộc tình tay ba của Khang, Thu và Chương vậy đó. Thôi, anh chạy nhanh đi. Em đừng nóng bắt được Chương. Ok. Chương ơi, cho anh ly nước. Chương ơi, xin lỗi em, anh về trễ quá. Sáng mai tòa sẽ giải quyết đơn ly hôn của em và anh. Sáng mai? Chắc là anh đã quên rồi. Con khi nào về hả em? Lịch học của con mà anh cũng không nhớ nữa hả? Anh quên. Thôi, anh đi về cơ quan đây. Chúc em ngủ ngon. Chào cô, chúng tôi là công an. Cô vui lòng cho chúng tôi biết cô Phạm Thị Hằng đang ở phòng nào. Cô ở phòng B2. B2 đi hướng nào? Dạ đi hướng này. Cảm ơn.
Tại sao chị lại nói cô ấy trong phòng này? Ủa, tôi có ghi rõ họ tên. Cô tên là Phan Thị Hằng, ở phòng B2. Xin lỗi anh chị, cho tôi hỏi là cái cô ở phòng này đâu rồi? Tôi đổi phòng với cổ rồi. Cô ở phòng mấy? Cổ ở phòng 13. Xin lỗi anh chị nha. Cô ta không thể nào biết được mình đến đây. Chuyện cô ta đổi phòng và không có trong phòng chỉ là trùng hợp thôi. Vậy thì anh nghĩ cô ta đang ở đâu? Em có câu hỏi nào đơn giản hơn không? Nhưng mà cô ta vẫn đang ở trong phạm vi tỉnh này. Em nghĩ tìm cô ta cũng đơn giản mà. Cái chuyện này không đơn giản chút xíu nào. Khó thì cũng phải làm. Đi. Gia Bảo, con có ở đây không? Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo à? Nhậu nữa đi mày. Ê ê ê, đi đá đâu hả? Đi đá bên nhà Quang á. Cô định đi đâu hả? Đi theo tôi. Đi. Tôi đói bụng quá. Nè, tôi sẽ dẫn cô đi. Con khốn, mất công tao đua mày ăn. Mày ở, mày bỏ đi cái một gì hả? Sao đánh tôi? Tao chịu báo công an bắt mày là phước cho ba đời mày lắm luôn. Đừng, đừng bắt công an. Không, tao sẽ bắt mày, hành hạ mày, chứ để công an bắt mày
thì tốt lành cho mày quá. Anh định làm gì tôi? Còn sao vậy Thanh? Bác sĩ nói ba phải sống đời sống thực vật rồi, không thể dậy được, chỉ cần rút ống thở là ba sẽ đi. Nhưng mà con xin bác sĩ để ba cứ nằm đó để mà đợi chị Trương về. Cậu bị gì vậy? Dạ, tôi cảm thấy nhức đầu quá, nhức đầu khủng khiếp luôn, giống như là có con gì đó bỏ trong đầu vậy. Anh có thường xuyên bị vậy không? Cũng thỉnh thoảng, nhưng mà uống một hai viên thuốc là đỡ, nhưng chưa bao giờ đau tới mức như vậy hết. Giống như là có ai lấy búa gõ vô đầu mình vậy. Anh có bị thiếu ngủ không? Có, tôi ngủ ly bì. Càng ngủ tôi lại càng cảm thấy như mất toàn bộ sức lực. Vậy có ai ghen ghét anh không? Anh hỏi như vậy là sao? Nhìn mặt anh giống như bị ếm, tôi nghĩ là vậy. Phạm tội cướp tiệm vàng thì bao nhiêu năm? Thẩm phán sẽ kết tội anh sau khi xử sơ thẩm, anh cứ yên tâm. Mấy người đã hại chết má tôi, giờ bắt tôi đi tù. Mấy người phải lo cho thằng con của tôi. Nếu không sau này lớn lên nó giống như tôi thì mấy người phải chịu trách nhiệm đó. Anh mà cũng sợ con anh sau này sẽ giống anh hả? Vậy mà cũng không thể thay đổi cách sống. Anh nên khai thành thật đi. Anh đừng cố tình bao che cho ai hết, hoặc cũng đừng vì ai mà phải nhận tội. Tôi không có cướp tiệm vàng. Sẽ có người tới nhận dạng anh. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đây là ông chủ tiệm vàng. Cả đời tôi không có phần vàng nào làm vốn. Ông này sao biết tôi được? Chú có nhận ra người này không chú? Ý chú là sao? Tôi không thể xác định được. Đêm đó tối thôi mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng tôi có cảm giác không phải chú này. Tôi nói mà, tôi có phải là người cướp tiệm vàng đâu. Anh vui lòng im lặng. Được rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn anh. Hai người có thể về được rồi. Dạ, chào chú. Vậy là chỉ có một nghi phạm nữa.
nghi phạm số 1 trong vụ án bông trang đỏ. Có thể chính chưa là người đã cướp số vàng đó, nhưng chúng ta cũng đã thu hồi được toàn bộ số vàng rồi, không có thương vong nào hết. Chỉ đáng tiếc một điều là bà Thị đã gặp tai nạn mà mất rồi. Tất cả là do lòng tham làm mờ mắt con người. Anh không nghe lành nói, cả đời anh ta cũng không có một phân vàng để làm của hay sao? Hiền cũng vậy đó. Hiền đâu? Kẻ đã giết chết ba mẹ Mai. Xin lỗi Mai. Có gì mà xin lỗi ha anh? Bây giờ mọi chuyện đối với Mai nhẹ nhàng hơn rồi. Chỉ có điều Mai vẫn thấy những câu chuyện cũ được lặp lại. Mà lẽ ra nó nên có những thay đổi. Sao lại có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra như vậy? Sao mọi vụ án không đủ cảm quá tội ác của con người? Mai có liên lạc với Hiền lần nào nữa không? Phạm nhân đó thường hay viết thư cho Mai. Nếu vậy thì mọi chuyện đối với Mai đúng là dễ dàng hơn. Mai luôn mong Hiền được trở về để phụng dưỡng mẹ già. Vì người đàn bà đó không đáng phải chịu khổ cả đời như vậy. Mai à, không cần phải nói gì đâu anh Nam, Mai hiểu mà. Cảm ơn anh. Bà nói với có buồn ba? Buồn chứ sao không buồn. Sao nội ham vàng vậy ba? Vàng ai không ham, đâu riêng nội mày. Ba ham không? Ham. Con đâu ham, con ham học chữ hơn. Thích không? Thích. Mai ba đưa con đi nhập học nha. Ba xạo. Xạo thằng cha mày. Ăn nói vậy hả? Con biết chữ thì mới biết ước mơ của mình thành hiện thực được chứ. Sao cô biết con có ước mơ? Sao không biết, ai mà lại không có ước mơ. Nè, con nói cho cô nghe thử ước mơ của con đi. Nói đi, rồi mình sẽ cố gắng thực hiện nó ha. Khó lắm.
Khó tới mức nào hả? Con phải tin là mình làm được chứ. Con nói ra, con đừng có cờ con nha. Con ước mơ có mẹ. Con muốn sống với mẹ. Đó là ước mơ của con. Nhưng làm sao con thực hiện được? Thì con ráng học đi. Bây giờ chưa làm được, nhưng mà lớn lên con sẽ làm được. Thiệt không? Lại đá gà nữa đó. Cứ dẹp xong cái trường gà này, thị trường gà khác lại mọc lên như nấm sau mưa. Sao bữa nay năng nói văn vẻ quá vậy? Văn vẻ mà em thích đúng không? Thôi ăn đi, còn đi làm nữa. Thành nhắn chương gì gấp, ba bệnh nặng. Chỉ có một người bỏ trốn mà quá nhiều người đau khổ. Thôi được rồi, để có gì anh gặp cô ấy, anh nhắn cô về sớm sớm ha. Không lẽ cứ bắt anh em mình cứ đầu đường xó chợ về hoài, mệt em tội nghiệp. Lúc nào anh cũng giỡn được hết trơn á. Rồi hả ba ơi? Ông ơi, Trường. Ông tỉnh lại rồi, tôi mừng quá ông ơi. Ba, Trường. Ông nói cái gì? Trường. Ông nói cái gì? Ba. Con Trường nó đang trên đường về, ông yên tâm đi, con Trường nó sẽ về với ông trong nay mai thôi mà. Ông ráng khỏe đi, con Chương nhất định nó sẽ về với ông mà. Tôi hỏi thiệt, cô có bị ám ảnh sau khi giết con trai tôi không? Nói! Có. Cho tôi miếng mì đi. Cho cô thèm chơi vậy á? Cô có cho thằng con tôi ăn không? Có. Tôi không bao giờ để Gia Bảo phải đói hết. Tôi thương nó như con của tôi vậy. Cô nói ai mà tin? Cô đã bắt cóc con trai tôi thì cô đã thuộc loại ó đâm não rồi. Cô giống như mấy con mụ bảo mẫu trên truyền hình hay đưa tin á. Tôi không có. Tôi không có. Tôi nói thật với cô, tôi chưa bao giờ đánh thằng bé. Tôi chỉ đánh con mẹ nó thôi. Con đàn bà dâm loạn.
Nó đáng bị đánh, đáng bị tôi đánh lắm. Thả tôi ra, tôi về xin anh thả tôi ra đi. Còn lâu mới có chuyện đó. Tôi dám chắc rằng cô đã để con trai tôi lăn lóc bờ bụi. Tôi sẽ cho cô cảm giác của nó. Làm gì vậy? Tiền tươi. Anh kiếm gì cho tôi ăn đi. Đang trừng phạt con không? Con biết con sai rồi, con biết con sai rồi mà. Ông trời hãy đánh chết con đi, đánh chết con đi. Tức, tức chồng cũ của Thu. Đây là quê của Hồ Trinh. Chính xác. Em ở trong này, để anh theo tính. Thank you.
Ba con khỏe rồi, mẹ mừng quá con à. Nhưng mà ba rất đau khổ khi không gặp được chị. Biết làm sao bây giờ con? Hay là mẹ đừng kêu con là Thanh nữa. Con có thể giả thành chị Chương. Vì con nghĩ trong lúc này rất cần thiết cho ba phục hồi sức khỏe. Nhưng mà ông sẽ nhận ra con. Người ngoài có thể không nhận ra, chứ làm sao mà nói dối được ba mẹ con. Thì cứ thử coi sao. Con cứ thử đi. Nhưng lỡ như ông nội gặp hết hai đứa thì sao? Thì tới đâu hay tới đó. Con không khỏe hay sao mà mặt con tái xanh nhìn mệt lắm. Tự nhiên con thấy trong người lạnh sao á, như vừa mới dầm mưa vậy. Nhưng con có mắc mưa ở đâu? Có phải mẹ đã nói là hồi nhỏ nếu như con bị bệnh thì chị Chương cũng bệnh theo, và ngược lại chị Chương có chuyện gì? Không lẽ vậy con không khỏe? Con không biết nữa. Mà ruột gan con như lửa đốt vậy đó. Cậu mong chị Chương được bình an. Anh đừng có sốt ruột mà. Con cái á, là lộc của trời ban. Khi nào mình có con, tức là lúc đó mình mới nhận được hồng ân. Làm sao không sốt ruột hai em? Cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn chưa có con. Thôi, đừng có sốt ruột mà. Anh biết rồi. Yeah.
hồi xưa á. Vì mẹ mới dầm cả cơn mưa lớn. Con Trinh nó muốn giết tôi. Tao á, nó còn kêu tao đi chết nè. Mày á, thì có nghĩa địa gì? Mày con mất dạy. Tao có dạy nó đâu mà mất mày. Uống đi tia. Vô. Vô. Nó muốn xây nhà cho tía có chỗ ở đàng hoàng. Nhưng mà tôi thấy tía ở nhà mới cũng như nhà cũ. Tía bị làm sao mà tía ra ngoài mấy hiện tiếng ngủ không vậy? Mày đừng có nhắc tao buồn ngủ quá. Tao ngủ nè. Tía ngủ đi tía. Ngủ ngon nha tía. Anh Nam. Ủa, mày đang ngủ hả? Tôi tưởng là mày còn thức. Thấy đèn còn sáng. Mai ngủ hay để đèn sáng mà. Vậy tôi làm phiền giấc ngủ của Mai rồi. Không sao đâu anh. Vậy thôi, mày ngủ tiếp đi, tôi về phòng. À anh Nam. Mình cứ ở đây đợi. Mày thấy thụ động quá. Thôi, mày ngủ ngon ha. Anh ngủ ngon. À, không. Chỉ muốn nhắc Mai là mày tắt đèn đi. Chứ ngủ để đèn như vậy không tốt cho sức khỏe. Không sao đâu mà, Mai quen rồi. Với lại mày sợ ngủ một mình trong bóng tối lắm. Mày tập thử đi. Không sao đâu anh. Thôi anh về ngủ đi, lát nữa mình phải đi rồi. À, mày ngủ ngon ha. Ăn ngủ ngon. Mày đóng cửa đi. Con Chương, con về rồi đây. Con về với ba rồi hả? Dạ.
có phải là con về rồi thật không? Con Trương đã lặn lội từ xa về đây từ sáng sớm, lúc ông còn ngủ đó. Vậy là bà toại nguyện rồi. Bà toại nguyện lắm rồi. Thành đâu? Có ca cấp cứu cần nó, nên con Thành nó đi làm rồi ông à. Tôi muốn gặp cả hai đứa, để tôi nói vài lời trước khi tôi chết. Bà ơi, bà đừng cứ nói như vậy, bà sẽ khỏe lại mà. Trường, bà đã gặp được con, là bà đi được rồi. Bà ơi, ông, bà đừng có nói như vậy mà bà. Bà chỉ muốn nói với con một điều là quay đầu là bờ. Con đừng để tội lỗi mỗi ngày chồng chất. Ông ơi, từ kiếp này sắp kiếp cơ. Bà ơi, bà tha tội bất hiếu cho con. Bà, ông, tôi đi nha bà. Ông ơi, ông ơi, bà ơi, bà tỉnh dậy đi bà. Bà ơi, con mất bà rồi. Bà đi thật rồi mẹ ơi. Ông ơi, con sai rồi, con sai rồi. Tất cả là do con không đánh giá chị Trương. Bà chờ chị bà ở lại lâu hơn, lâu hơn với mẹ con mình. Con nên để ba con đi, đừng níu kéo những ngày tan nát này nữa. Ba con đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Ba ơi, lỗi tại con. Con sai rồi, con sai rồi. Một cô Phương mong manh như vậy mà khó tìm ra. Cô đã muốn lẩn trốn thì chúng ta không dễ dàng đi tìm. Ủa, anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng sáo này quen quá. Ở chỗ kia. Chậm mất rồi. Em nghĩ chúng ta nên mang cây sáo này về để kiểm tra dấu vân tay. Ok. Dấu vân tay của ai? Chính xác là của người quen cũ. Của ông già đó sao anh? Là của ông ấy. Em nghĩ là Trường đang ở đâu đây thôi à. Dạ em nghe đội trưởng. Chị Mai, Phương Nam. Được rồi, cơ yên đó nha. Rõ. Anh à, nếu như để chị Mai với anh Nam ở đó có phí quá không? Anh vẫn không loại trừ khả năng Trường sẽ quay lại nơi đó. Nhưng mà chúng ta cũng có cảnh sát địa phương hỗ trợ nữa mà. Có người của mình 24/24 vẫn hay hơn mà. Con không đi học hả? Không. Ủa sao vậy? Con đang mặc đồ học sinh đó thôi. Có gì nói cô chú nghe coi. Con quá tuổi rồi. Đen, mình phải chạy theo nó coi sao. Ừ.
Chuyện gì nữa? Hả? Không ai muốn con đi học, không ai muốn con được gặp mẹ. Nếu con đi học, con sẽ được gặp mẹ. Khùng hả? Cái chuyện mày được đi học với cái chuyện mày được gặp mẹ mày có liên quan gì với nhau? Cô Trương nói, nếu con đi học, con sẽ được gặp mẹ. Tao nói là không có liên quan. Mẹ ơi. Nín đi thằng Quý. Mẹ. Ôm sùm quá. Cái thằng này. Tao biểu nín mà. Anh Lành. Hai người theo dõi tôi đó hả? Anh chọn vậy, lỡ bé đầu thằng nhỏ thì sao? Kệ trí tôi. Chúng tôi đang chờ cô Trương trở về. Cứ thoải mái, nhưng đừng làm phiền đến cuộc sống của tụi tôi. Anh còn liên quan tới vụ cướp tiệm vàng, còn liên quan đến việc che giấu nghi phạm. Anh đừng nói như thể mình vô tội, còn tụi tôi thì đã làm phiền anh. Từ rất lâu tình vắng xa, mà sao giờ đây tình đến như biến chào. Tình ngất ngây lòng đổi thay, hôm mê đắm đắm mê yêu thương, trao nhau vòng tay, ghi nhau trong khát khao, quân quyến quyến luyến, chẳng thể rời xa. Tình yêu đó từ lâu lòng tôi đã quên rồi người ơi. Tình yêu đến lòng em trái chơi với giữa ngã ba cuộc đời. Có những giọt nước mắt rơi rơi lặng lẽ. Tình yêu đó ngày xưa ấy sao mai cho tôi gặp lại người. Tôi đã quên rồi người ơi. Tình yêu đến lòng em trái trái với giữa nhà ba cuộc đời. Có những giọt nước mắt rơi rơi. Mười sáu thí sinh chỉ sau bốn câu chuyện cổ tích nữa được kể, bốn câu chuyện cuối cùng của vòng loại trước khi lộ diện 12 gương mặt sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng siêu nhí tranh tài. Đón xem đêm thi thứ tư cũng là đêm công bố kết quả top 12, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba ngày 29 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 45 trưa thứ tư ngày 30 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Mời quý khán giả đón xem.